Hình ảnh từ trên cao cho thấy hiện trường nơi cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát. Ông đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị bắn từ phía sau trong khi đang phát biểu tại thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Thủ phạm dường như là một người đàn ông mang súng ngắn. Theo NHK và Kyodo News, ông Abe, 67 tuổi, có vẻ đang trong tình trạng ngừng tim. Khi ông được đưa tới bệnh viện, ông không có dấu hiệu của sự sống. Những tiếng nổ đã vang lên và người ta nhìn thấy khói trắng bốc lên tại chỗ mà ông Abe đang phát biểu trên đường phố, bên ngoài một nhà ga. Phóng viên NHK có mặt tại hiện trường nói rằng đã nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp và thấy ông Abe ngã xuống với những vết máu. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tên là Yamagami Tetsuya, 41 tuổi và tịch thu một khẩu súng. Ông Abe giữ chức vụ Thủ tướng Nhật Bản 2 nhiệm kỳ và là thủ tướng lâu nhất của Nhật Bản trước khi từ chức vào năm 2020 vì lý do sức khỏe. Song ông vẫn có sức ảnh hưởng lớn trong đảng cầm quyền LDP.